cái vụ tối cao pháp viện bảo không không dính tới cái Dhaka nữa, hoặc không không được quan tâm tới Dhaka nữa. Nhưng mà đó, ông Donald Trump cũng hay lắm, ông theo cái thời thế, ông cũng nói bảo ok, ông cũng không đem bàn với Dhaka nữa, nhưng mà ông bắt cái bộ immigration á, tức là bộ bên cái di trú đó, không được dùng chữ America y cái gì Dreamland, tức là nước Mỹ không phải là một cái giấc mơ của immigrant, the dream immigrant dreamer, không phải giấc mơ của những người di trú nữa. Thì cái bộ di trú bỏ cái chữ đó đi rồi, bỏ ngay lập tức, cách đây hai ngày ba ngày. Và 11 thượng nghị sĩ yêu cầu ông Donald Trump quay trở lại TPP. Và ông Donald Trump là người bị tố về tình dục, nhưng mà ông chẳng bị suy chuyển. Trong khi đó một lô tất cả những ông thượng nghị sĩ và dân biểu của nước Mỹ đang từ từ tự ý nghỉ việc vì xì căn đăng về tình dục, trong khi ông Donald Trump vẫn bình chân như vậy. Và tháng 3 này ông Donald Trump tới California, tức là ngày 1, chưa biết là ngày nào trong tháng 3 này. Ông Donald Trump và ngày hôm qua ông Ryan, tức là phát ngôn viên của Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng không có cấm NRA. NRA là cái tổ chức National Rifle Association, tức là tổ chức bắn súng. Tại vì cái vụ... Và bây giờ đó, ở bên Florida đó, mới thông qua luật mới, cho phép giáo viên, thầy giáo có quyền mang theo súng vào trong trường học để phòng ngừa những cái chuyện này giống như vậy đã xảy ra. Chuyện mới nhất nữa là bà Melania Trump, tức là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, ngày hôm nay phát ngôn viên của bà đã tuyên bố rằng cắt đứt mọi liên hệ với tổ chức WIS, WIS, tôi quên mất là cái tên của cái ông đó, là ông gì, Winston gì đó. Đấy. Cái tổ chức này là đã được thầu trong cái buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump với 26 triệu. Mà không biết vì lý do gì bà Melania nói, Melania nói rằng đó, không còn quan hệ gì với cơ quan này, công ty này nữa. Về chuyện Mỹ thì bác có gì để chia sẻ bác? Thì cái chuyện nước Mỹ thì mình mới thấy rằng thì là cái chuyện mà đấy hội súng rồi thì là giữ gìn an ninh đó, mình mới thấy rằng thì là cái chuyện mà Việt Nam giữ được an ninh đó là cái chuyện cần thiết lắm, rất là hay. Mình mới đánh giá cao. Và cái thành ra những cái chuyện mà đòi tự do dân chủ với gì đó, nó vớ vẩn. Và kể cả những cái người mà nói rằng thì là mình mới nhớ lại hồi trước đó, mình tưởng là đi Mỹ là tìm tự do, là thiên đường, và tìm tự do với gì đó, mình hiểu lầm nước Mỹ hết. Yeah. Và đúng. Nước Mỹ là họ đã trả cái giá rất là đắt. Và cái câu chuyện cái người Việt Nam, mà nhất là người Việt Nam Cộng Hòa đó, tức người Việt Nam đã già rồi đó, thì thực tình không nên đi Mỹ. Đúng, à, đúng rồi. Yeah. Vâng, thực tình không nên đi Mỹ. Bởi vì rằng thì là đứng về cái phương diện gọi là cái văn hóa đó, nó ngược lại hẳn với mình. Đúng. Vâng, mình mà có ăn tiền già hay ăn được 1,100 gì đó thì lúc nào cũng thành ra những thằng thiếu thốn. Bởi vì rằng thì là đủ hết các thứ nó moi tiền mình,
không có cái cách nào mà mình mà thấy rằng thì là bây giờ thì là suốt ngày thì cứ quảng cáo rằng thì là miễn là bạn có một cái xe hơi, miễn là bạn có thẻ chủ quyền là tới đây là 15 phút là bạn có thể vay được bao nhiêu tiền từ 2.600 cho tới gì đấy. Thành ra nó tội nghiệp lắm. Nếu mà quý vị HO thì quý vị nghĩ rằng mình bây giờ qua đây cũng là 7-80 tuổi rồi, 6-70 tuổi rồi, mình mới thấy rằng nó ngán ngẩm. Cái nước Mỹ là cái nước mà dạo trước đấy, cái văn hóa thì nó khác rồi, mà cái tiền nong đó thì mình mới bây giờ bạn cứ đi ra tất cả những các cái parking lot thì bạn nhìn thấy nó hỡi ơi. Tôi thấy rằng thì là trên xe hơi của các quý vị mình đó, thì tôi nhìn thấy nhiều khi tôi ngồi dưới cái chỗ này cho nó bớt nắng hay là gì đó, tôi đi vào trong chợ tôi mua thì là tôi đã thấy bên xe bên kia thì là cũng lại là một cái người cũng trạc tuổi như tôi, cũng là Việt Nam Cộng Hòa cũng hết. Thành ra cái nước Mỹ nó rẻ rũng là Việt Nam Cộng Hòa thì mình còn có súng, phải không ạ? Súng lớn, súng nhỏ mình có. Còn bây giờ đến súng nước của mình đó, bây giờ cũng không dùng được nữa rồi. Thì dạo trước thì mình cứ nghe đồn rằng nước Mỹ là nó là, nghĩa là ở nước Mỹ là nó trọng súc vật, nó trọng người đàn bà, chứ người đàn ông là đứng hàng 3, hàng 4. Nhưng mà qua đây thì mình thấy là nó hàng 3 thật à, hàng 4 thật à. Chứ mình mới thấy rằng thì là mình đã nhìn nước Mỹ một cách nhầm lẫn, nhầm lẫn quá. Mà bây giờ trách ai bây giờ thì mình cũng phải đấm ngược là lỗi tại tôi thôi. Bác nói như vậy thì bây giờ thứ tự như thế này. Thứ nhất là trẻ em, là đứng đầu tiên. Thứ nhì là phụ nữ. Thứ ba là xe cộ. Thứ tư là cây cỏ. Thứ năm là súc vật. Đàn ông ấy là thứ sáu. Là như vậy mà nó có cái câu, có cái câu khôi hài hiện nay hỏi cái nữ tài tử Jay Mansfield, là cái bà mà nghe là gọi là có bộ ngực đồ sộ đó, cô đào nguyên tử đấy, lúc đó cô đào hỏi Jay Mansfield, hỏi là sao cô thấy rằng đàn ông Mỹ và đàn ông Pháp khác nhau ở chỗ nào? Thì cái câu trả lời của cô ta, cô nói rằng á, tôi chưa bao giờ tôi nằm dưới người đàn ông. Thành ra tôi không thấy gì khác hết. Vâng, thưa quý khán giả, nước Mỹ đó nó không phải là cái đất hứa. Nó sẽ là cái tổ chức cho nhiều người nếu mà biết sống. Chứ còn thật sự đó, như anh Quách Ngọc Lâm là hội trưởng hội thủy lục chiến trước đây, đón bà cụ từ Việt Nam qua. Bà già qua đây được ở 6 tháng. Bà đòi đi về. Làm bao nhiêu thủ tục giấy tờ immigration qua đây là lý do tại sao bác Cường nói rồi. Buồn quá. Hai vợ chồng đi làm may từ sáng tới tối. Mười mấy tiếng đồng hồ. Các cháu đi làm, đi học về. Rồi vào trong nhà. Nhìn thấy bà nội. Hai con ngoa. Và nó nói chuyện, nó nói hoàn toàn tiếng Mỹ, nó không nói được tiếng Việt. Chán. Thôi đi về Việt Nam ở với những đứa con còn lại Việt Nam. Thích hơn. Đấy. Thì cái vấn đề là ở cái bên Mỹ này nó rất thích hợp với lại những người tuổi trẻ, những người lớn tuổi. Có nhiều người hỏi đấy, tại sao mày không cút về Việt Nam ở đi, thì cái vấn đề nó khác ở chỗ này. Người ta nói rằng cái thời gian chúng tôi ở bên Mỹ này đó, 40 mấy năm rồi. Bây giờ là 43 năm. Trong khi mình, cái tuổi mình có 72 mà bây giờ 43 năm, tức là mình còn hơn nửa đời người mình sống ở Mỹ. Thế nhưng mà nó quen rồi. Bây giờ mình phải về Việt Nam với cái tuổi này chứ lại phải đi mua một cái nhà hay là phải này kia. Con cái mình thì nó ở đây hết, ở bên đó thì là mình lại trở thành một người cô đơn. Đấy. Thành ra cái vấn đề nó cô đơn đó là cái vấn đề rất là khó. Dù là và cái người lớn tuổi đó phải ở cái chỗ nào mà nó gọi là nó thích hợp với cái người lớn tuổi. Ở bên Mỹ là chắc chắn là bây giờ là người lớn tuổi dù có con có cái bây giờ nhiều khi nó còn
như là bà Gia Đán Nguyễn á, thượng nghị sĩ Gia Đán Nguyễn đuổi mẹ vào trong, đuổi bà cụ đi vào trong nursing home ở, mà đâu có nuôi đâu. Thành ra cái đời sống của cái nước Mỹ, bác Cường nói rất là đúng. Còn cái vấn đề mà súng đạn nó như thế này, nó có hai cái dư luận. Một dư luận nói rằng á, là cấm súng đạn, bởi vì súng đạn nó sẽ giết người. Thật sự là súng đạn nó chỉ là vật vô tri vô giác, nên giết người là giết là coi do con người chứ không phải do khẩu súng đó. Ở Việt Nam nó đâu cần súng đâu, nó vẫn giết được, lấy dao nó chém chém nó còn đau hơn đạn nó đùng nghĩa là chết luôn, nên là không biết gì hết. Lúc là tôi bị thương cái tay này, lúc là hoàn toàn không đau, cái tự nhiên cái tay mình văng đi, khẩu súng bay đi mất tiêu, chụp cầm cái tay này, chụp cái tay này kéo lại mà vẫn không đau. Nó chỉ cái phản xạ mình giữ, tại vì cái tay lúc đó nó mất, nó lủng lẳng, nó giống như là nó lìa khỏi thân rồi. Thì bây giờ cái vấn đề có những người, bây giờ tôi nếu mà cấm súng đạn là tôi sẽ không có súng, nhưng mà những cái thằng mà gọi là những cái thằng lưu manh, kẻ xấu, nó vẫn có súng như được, qua bên Mỹ mua khẩu súng. Tôi có một ông bạn chui ra với lại ông Thiệu, Lục Sĩ Đức, ông khóa 14 trường Võ Thị Sáu ở Đà Lạt. Anh là chủ tiệm bánh mì giống như Võ Tấn Đông ở trên Sang Bạc Đây Liên Hồ. Anh đi qua bên Mỹ, anh mua khẩu súng, xóa luôn cả cái mỗi khẩu súng nó đều có cái số mà cái serial number, nó cái số để mà gọi là ghi danh ấy. Anh xóa luôn cái số cái đó. Vậy súng lậu mà bắn chết hai thằng mẹ, anh tức quá nhỉ. Cái tiệm bánh mì anh bị nó tới, nó tống tiền này, nó thu hụi hàng tháng ở trên. Anh Lục Sĩ Đức, anh cho con anh có nhu đạo nữa, anh taekwondo. Hai thằng Mỹ vào trong nhà cũng quen thói ấy, ăn vào anh bắn chết hai thằng. Ra tòa anh bảo rằng anh tự vệ. Còn súng này là không phải súng của anh, súng của thằng ăn cướp. Súng của hai thằng này nó tới mà tôi nhờ có Võ, tôi to con, tôi vật lộn với nó, tôi lấy khẩu súng để bắn cho nó chết. Anh chẳng án. Thành ra bây giờ đó, nếu mà cấm, thứ nhất nước Mỹ không thể nào cấm được NRA. Anh nào khi mà ra ứng cử đó thì có 3-4 cơ quan chế súng đạn ủng hộ ông Đảng Cộng Hòa, 3-4 cơ quan ủng hộ cái ông Dân Chủ. Lý do là ông nào đắc cử thì cũng mấy anh bán súng vẫn có quyền bán súng. Ôi cái nền dân chủ. Cái dân chủ nước Mỹ là như vậy. Tôi thấy rằng không, mình đi chơi, đi tới điện Việt Xây của ông vua Louis 14, đi mà thấy cứ lính cầm súng kinh khủng luôn. Mình chở luôn xe Hummer, nó đậu đây chiếc đầu kia chiếc đó. Mình thấy cảm thấy là không có yên tâm, trong khi mình về Việt Nam rất là yên chí, rất là yên tâm. Mà bây giờ đó mấy ông ở trong nước còn hăm dọa, nói là tôi Việt Nam không có cái chuyện đó, ở trên mà ngồi vào bàn phím thì gõ thế nào cũng gõ được. Anh nào thách thức tôi thì cho bữa nào về gọi điện thoại nhé, tới mình gặp nhau chơi. Mình coi như là ông Donald Trump ông vẫn ủng hộ hội súng đạn. Và bữa sáng hôm nay ông chủ tịch quốc hội cũng lại xác nhận rằng vẫn ủng hộ súng đạn. Có một cái tin nữa mà lúc nãy mình chưa nói, bác linh mục Đặng Hữu Nam. Vâng. Ông Đinh Mục Đặng Hiếu